anh em cân phao câu bành đấy, nhún rất chi là tốt. Cá chạm dưới linh là cái chạm dây linh hoặc là nọ kia thì lưỡi nó sẽ nhảy lên thôi. Đây tôi ấn sâu một chút, anh em nhìn nhìn cái lưỡi dưới này. Đấy. Nhảy lên này, đây là câu bành này. Câu bành hay là câu chạm ấy thì nó khác nhau mỗi cái đấy thôi. Câu bành thì nó có vẻ nhàn hơn tí. Thực ra thì nó lục nó cũng chạm đất cả thôi, bành thì cũng chạm đất, lục thì cũng chạm, bành thì cũng vân cứ câu chạm, để chạm thì nó phao nó mới động, tì thì cũng thế, bành những cái nó phao nó nhạy hơn, lắc lư rất tốt này, cả bành thì đa số là nó bị lòi tai phòi, cái lưỡi nó nhảy lên thì phao nó bị phòi lên trên. Đấy anh em này, khi cá nó chạm dây linh dây niếc nó bơi hoặc là nó có động ở dưới mà nó bơi xung quanh nhé, thì nó chạm vào dây linh thì cái lưỡi nó sẽ nhảy lên, có tác động lưỡi nó sẽ nhảy lên đấy. Cái này thì anh em cân mấy cái phao câu bành này thì mỗi gọt chì thôi, gọt chì hoặc thêm chì thế thôi. Thực ra cái món này tôi không thích, thằng em đây là thằng em nó bảo làm, em nó nhờ cân hộ hai cái thì tôi cân, thế này mất công đi lấy cả cái thùng nước to tướng ra đổ ngại lắm. Nhún nhảy câu bành đấy. Bành phòi, cá dính là phòi, cá vào chạm dây linh dây niếc là lưỡi câu nó cũng phòi lên. Đấy. Rất chi là nhẹ, nó trong nước nó rất chi là nhẹ này. Đấy. Lưỡi câu bành. Đây, ở đây thì tôi có lắp đủ cả rồi. Đây tôi có lắp đủ cả cả khóa linh, cả hạt chặn, cả ngô xiên luôn, tất tần tật đủ hết của cái đồ câu, mà đồ mà khi mà câu đấy, đủ tất cả cái các cái đồ khi mà mình đi câu mình lắp vào. Nhún nhảy đấy, nảy rất tốt đấy. Còn cái phao nguyên bản của nó đây, đây còn một cái phao nữa này. Còn đây giờ tôi lắp thử sang cái phao này anh em xem. Cái phao này nó ý chưa cân thì nó không nhảy được như thế đâu. Nói ra đóng bố tay. Đây. Cái này là chưa chưa cắt bớt chì này, chì nó lặng này.
Xi nó nặng này, nó độ nhảy nó nhún nó không tốt bằng cái kia này. Độ nảy nảy nó rất kém. Nảy nó kém hơn, tại cái này chì hơi nặng đấy, anh em gọt bớt chì đi được rồi. Đó. Này chỉ gọt bớt hoặc là cho thêm chì thôi. Đấy, cái này nó nhảy kém hơn cái kia này. Đó. Độ nảy nó kém hơn. Thế còn câu chạm thì nó không nảy như này, nó câu bình. Bây giờ gọt bớt chì đây đi thôi. Thực ra thì tôi không khoái cái món này. Lục câu bình hay câu tì thì vẫn lục vẫn cứ chạm đất. Nhưng mà cái này nó chỉ gọi là cái này nó chỉ gọi là hơi chạm đất thôi. Câu bình cái lục của mình nó gần như là hơi chạm đất, còn câu tì lục nó ăn hẳn đất, muốn đóng bao nhiêu đồ cũng được, cứ chạm dây thì ông giật lên thế thôi, đủ đồ hết này, ngô nghiếc rồi dây linh rồi khóa nọ khóa kia cân này. Cái này tôi cắt bớt chì đi này. Anh em câu là chỉ ví dụ cân cái phao này với cái loại lưỡi này thì chỉ câu được với cái loại lưỡi này thôi, thì nó sẽ chuẩn như này thôi. Còn bỏ sang loại lưỡi khác thì lại phải cân lại thêm chì hoặc bớt chì, phụ thuộc vào lưỡi to hay lưỡi nhỏ thế thôi. Cái món này tôi không khoái lắm anh em. Đấy, cái này nó nún nó nhảy nó không không có không bằng cái này. Đây, tôi lắp lại và cái này anh em xem nó nhún nhảy tốt hơn. Đây, cái đã cắt chì này nó nhảy rất chi là tốt. Cái kia thì chỉ cần gọt bớt một ít chì nữa đi thôi thì nó sẽ nhảy thôi. Nó nảy tưng 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 tưng. Cái này là lục 8. Hôm trước thằng em nó đánh chép đánh bình đấy. Đây, cái này nảy tốt hơn này. Đấy. Em đây, cái này nó nảy hơn hẳn cái kia này. Ấn dính nhẹ cái nó nảy lên này, nó nảy lên cao hơn cái kia rất chi nhiều, cái kia nó bị chỉ nó nặng mà. Rũ hết ở trong này đi xem nó có khí khiếc gì không. Đấy. Nhẹ cái nó nhảy lên tốt, nhảy bám tốt, nó giống như kiểu cái lò xo. Nhảy tưng 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 lên luôn, bành này, câu bành thì câu bành, câu bành câu chạm, câu bành câu chạm. Tôi không khoái món này lắm. Chạm cái lục nó chạm đáy nó còn nhảy lên nhảy xuống ấy. Đấy, tuột mất cái khóa luôn đây. Đấy. Mất cái khóa đây. Ai da, lạnh. Lâu lắm rồi tôi muốn đi câu lắm nhưng mà lâu lắm rồi tôi không 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 đi được, tại vì cái mùa tôi đến mùa cưới này tôi rất chi là bận. Nói thật là cũng muốn đi lắm nhưng mà nó còn thời tiết không phù hợp, lạnh quá ngại đi. Chứ còn không phải là lạnh mà câu không lên cá, nó lạnh câu vẫn lên cá. Nảy rất chi là tốt, câu bành
Đấy, còn anh em câu chạm thì ấn cái này, câu chạm này nó không nảy như này đâu, nó không bám như này đâu. Đấy, nó phức tạp hơn cái câu chạm tí nữa. Tôi không khoái món này. Loanh quanh mất thời gian. Đấy, nhưng mà thực ra câu bành thì cũng nhiều cái hay, khá nhàn, phù hợp cho những ông lười. Quay đi quay lại để chả thấy phao đâu thì giật cái thì vẫn dính vào mồm. Đấy. Cái này thì tôi không hướng dẫn tỉ mỉ anh em lắm. Đây, có cái làm rồi thì chì tôi gọt đi rồi đây này. Đấy. Còn cái chưa làm thì chì nữa, chưa gọt này. Đấy. Hai cái cùng một loại phao mà. Này chưa gọt, này gọt rồi. Này thì tốt. Đấy. Cá đi qua chính dây linh hoặc là quẫy đuôi, quẫy nước ở dưới. Lục nó sẽ nổi lên, lục nó sẽ nảy lên một tí, nó giống như kiểu cái lò xo ấy. Thế thôi. Đây đang chủ nhật mấy anh em mà chốt đi đại lải rồi, đi đại lải rồi nhưng mà đang sợ mỗi nó mưa thôi. Mưa thì thôi, còn không mưa thì chắc chắn nó sẽ đi đấy, cầu bình đây này. Lục thì là nó chạm đáy này nhưng mà chỉ cần hất 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 cái phao nhẹ trên lục nó gần như cả nó lơ lửng, nó mình thả tay ra thì nó sẽ chạm đáy này, ấn cái nó nhảy lên này. Đấy, cân cái phao cầu bình này anh em mỗi cái là thế thôi. Ấn phao cầu bình thì cứ thêm chì và bớt chì thôi. Lặng quá thì nó sẽ kéo tất xuống, nó giống như kiểu là mình câu tì. Ok anh em. Tôi gọt bớt chì ở cái phao này đi nữa là xong.